Xin chào mọi người đến với TT UK and Family Cuộc sống Anh Quốc. Hôm nay mọi người hãy cùng gia đình mình đi đến hội chợ Giáng sinh nơi mà mình đang sinh sống nhé. Chúc mọi ngày tốt lành. Hello, cô cháu hôm nay đi chơi đây mọi người. Đây là em gái mình, tên là Sushi. Đây là con gái mình, Suti. Và con trai mình, Totti. Ba cô cháu xin chào mọi người nhé. Hôm nay ba cô cháu đi hội chợ đây. Hội chợ này bán một số đồ cho để làm quà tặng Giáng sinh sắp tới. Ok, bây giờ mọi người theo chân mình nha. Hội chợ hôm nay khá đông đấy mọi người. Oh, sorry. Yeah, yeah. How much fine, yeah.
chợ hôm nay là bán một số đồ để làm quà Giáng sinh đấy mọi người. Đây là đều là đồ handmade, làm bằng tay nên là khá là dễ thương. Đây những chiếc mũ được đan đây. Những chiếc thảm, những chiếc áo làm từ lông cừu, một số đồ trang sức, quần áo, túi đồ rất là đẹp mọi người. Con đường này ngày bình thường sẽ là đường một chiều, mà hôm nay nó sẽ được đóng từ 2 giờ đến 6 giờ để làm hội chợ Giáng sinh, để mọi người có thể đến đây để chọn quà tặng cho người thân, bạn bè vào ngày 24-25, ngày Giáng sinh chuẩn bị sắp tới. Một số đồ là bằng sắt đây, bằng đồng. Một số sách vở đây. Một số đồ lung đây. Các sản phẩm làm từ nha đam. Quần áo trẻ con đây, rất là đẹp. Hội chợ đây là chỉ diễn ra một lần trong một năm, để mọi người có thể đến đây để mua quà tặng dành cho người thân. Chăn gối đây. Đây là bán bia đây mọi người. Ở đây bắn nến này. Nến này khá là thơm đấy mọi người. Khi đốt lên thì có thể làm xông phòng và muốn làm cho thư giãn. Còn đây là những quả quýt và cho lên nên và để cho trẻ em thỏa sức sáng tạo. I'm thinking jolly babies, no, that's not right.
they don't come from the end bag. Just, yeah, they get the Nhiệt độ ngoài trời đã là 5 độ C và bắt đầu lạnh từ ngày hôm qua rồi mọi người. Ngày 1 tháng 12. Hôm nay là mùng 2 tháng 12. Có rất nhiều lễ hội vào ban tối từ 6 7 giờ tối, nhưng mà do thời tiết trở nên xấu hơn và lạnh hơn nên là mình đã hủy bỏ một số lễ hội vào ban tối mà mình không đi nữa. Bởi vì một khi mình đi là mình sẽ phải mang ba đại ca nhà mình đi. Nên là khi mà lạnh quá thì mình sẽ hủy bỏ lịch hẹn hôm đấy. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 5 độ C, về ban tối sẽ là 0 độ C. Những món quà tặng dành cho Giáng sinh, cho người thân, cho ông bà, bố mẹ, anh chị em ở bên này, nó không phải là món quà quá là to đâu mọi người. Đơn giản cũng chỉ là một cây nến hay là một chiếc áo, một chiếc mũ. Oh, sorry. Đang bị ùn tắc ở đây rồi mọi người. Bye bye, tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở những video sau.